Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày mai, ngày 11 tháng 2. Giá xăng thế giới những ngày qua cũng đã có những xu hướng tăng mạnh. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8 tháng 2 tăng so với kỳ tính giá trước đó. Theo đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình là 105,4 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 95 là 107,18 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu cũng tiến sát mốc là 110 đô la Mỹ một thùng. Dự đoán nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn và thuế phí, xăng E5 RON 92 có thể tăng hơn 1.000 đồng một lít. Thưa quý vị, sáng nay Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết hiến máu tình nguyện năm 2021 và phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng năm 2022. Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp này kéo dài từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 9 tháng 3. Cuộc vận động đặt mục tiêu tiếp nhận 44.000 túi máu. Cao điểm là ngày hội hiến máu trong 2 ngày là ngày 10 và ngày 11 tháng 2 tại Nhà văn hóa Thanh niên, dự kiến trên 1.500 người tham gia. Năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 186.000 lượt người hiến máu, đạt 84% chỉ tiêu vận động trong năm. Thành phố cũng đã tiếp nhận 124.840 túi máu với hơn 236.000 đơn vị máu. Thưa quý vị, sáng nay, Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ triển khai thi công tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên vào đầu năm 2022. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022 là năm bản lề của dự án metro số 1 trước khi đưa vào dự án vận hành thương mại vào năm 2023. Chủ đầu tư cùng nhà thầu đang phấn đấu trước ngày 30 tháng 4 sẽ cơ bản trả lại mặt bằng và khôi phục giao thông khu vực trung tâm thành phố. Dự kiến giai đoạn 1 vào giữa năm nay sẽ thử nghiệm đoạn từ Depot Long Bình về ngã tư Bình Thái, thành phố Thủ Đức. Đến tháng 8 thì sẽ chạy thử suốt đoạn trên cao và trước ngày 31 tháng 12 chạy thử trên toàn tuyến. Ngày vía thần tài năm nay rơi vào giữa tuần, đồng thời cũng đang trong bối cảnh dịch bệnh, thế nên không khí giao dịch ghi nhận kém sôi động hơn năm ngoái. Theo chia sẻ của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, đắt khách nhất vẫn là những sản phẩm vàng trơn, vàng mệnh giá nhỏ, 0,5 chỉ, 1 chỉ hay là 2 chỉ. Và ngày hôm nay thì giá vàng điều chỉnh tăng so với ngày hôm qua, giao dịch trên 62,5 triệu đồng. Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 70.000 đồng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng qua. Niêm yết ở mức là 61,65 đến 62,67 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Còn tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng giữ nguyên giá mua ở mức là 61,1 triệu đồng và tăng giá bán ra 200.000 đồng lên 62,7 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá vàng bán ra và mua vào được nới rộng lên tới mức 1,6 triệu đồng, mức cao nhất trong vài tháng qua. Thưa quý vị, Bắc Giang là một trong số những địa phương đã thành vùng xanh và tỉnh này dự kiến từ ngày 16 tháng 2 sẽ mở cửa trở lại toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội trừ games online và karaoke. Đám cưới mời không quá 150 khách và giảm quy mô. Các lễ hội thực hiện phần nghi lễ không tổ chức phần hội. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, việc mở cửa sẽ giúp hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giảm chi phí đầu vào, dễ dàng tuyển dụng lao động, duy trì và phát triển sản xuất. Hiện tỷ lệ tiêm chủng mũi 3 của tỉnh khá cao, đã đạt gần 80% và điều này sẽ giúp giảm số ca mắc và hạn chế số ca tử vong. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế đưa tin cho biết, hình ảnh vệ tinh viễn thám tại thao trường diễn tập duyệt binh ở phía bắc sân bay Mirim của Bình Nhưỡng cũng đã phát hiện dấu hiệu tập luyện của một cuộc duyệt binh. Các dấu hiệu này cũng đã được phát hiện từ đầu tháng 1 năm 2022, với ước tính có khoảng 400 đến 2.000 binh sĩ đã tập trung ở khu vực diễn tập. Theo các chuyên gia phân tích, Triều Tiên có khả năng tổ chức lễ duyệt binh vào ngày sinh lật thần thứ 110 của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, cũng là lễ hội mặt trời của Triều Tiên vào tháng 4. Cuộc duyệt binh lần này cũng có thể sẽ được tổ chức trong bối cảnh cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc đang được xem xét kéo dài đến tháng 4 năm nay. Bộ Ngoại giao Nga mới đây tuyên bố không thể có sự hợp tác hiệu quả giữa Anh và Nga nếu London không thay đổi giọng điệu trong các tuyên bố về Nga. Thông điệp được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước tại Moscow. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh phía Anh phải nhận thức được nếu không có sự thay đổi rõ ràng trong giọng điệu phát biểu của các đại diện lãnh đạo Anh thì sẽ không thể có sự tương tác hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề song phương hoặc trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Trước đó cùng ngày, thì Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng đã đến Moscow và sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để thảo luận về vấn đề song phương và quốc tế, trong đó liên quan đến tình hình xung quanh Ukraine.
Thưa quý vị, cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu của Australia đó là TGA vào ngày 9 tháng 2 cho biết đã tạm thời chấp nhận vaccine COVID-19 AstraZeneca để tiêm mũi thứ 3 hay còn gọi là mũi tăng cường cho những người từ 18 tuổi trở lên. Trong thông báo của TGA thì cơ quan này cũng khuyến cáo hai loại vaccine sử dụng công nghệ mRNA của Pfizer và Moderna được ưu tiên sử dụng làm liều tăng cường tại Australia. Tuy nhiên, những người trưởng thành vẫn có thể lựa chọn vaccine của AstraZeneca cho mũi tăng cường nhưng cần tư vấn của chuyên gia y tế. Việc chấp thuận sử dụng vaccine AstraZeneca để tiêm tăng cường được cho là sẽ tạo thêm cơ hội lựa chọn cho những người không phù hợp với hai loại vaccine của mRNA do yếu tố cơ địa, đồng thời gia tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong bối cảnh biến thể Omicron vẫn đang khiến hàng chục ngàn người mắc bệnh mỗi ngày tại Australia. Mỹ lên kế hoạch triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi sớm nhất vào ngày 21 tháng 2 tới đây. Thông tin trên được đưa ra trong một bản tài liệu của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ. Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm FDA của Mỹ cũng đang cân nhắc việc sử dụng vaccine Pfizer cho nhóm tuổi nói trên, mặc dù loại vaccine này vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng trong thử nghiệm lâm sàng cho trẻ em từ 2 đến 4 tuổi. Hiện Mỹ có khoảng 18 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 4 tuổi. Giai đoạn triển khai tiêm khởi động là từ ngày 21 tháng 2 sẽ tập trung vào các khu vực mà trẻ em có nguy cơ lây nhiễm cao. Dự kiến trẻ em trong nhóm tuổi này sẽ được tiêm vaccine với liều lượng thấp hơn. Hai nhà sản xuất Pfizer và BioNTech cũng đã thử nghiệm vaccine liều 3 microgram ở nhóm độ tuổi từ 2 đến 4, trong khi đó ở nhóm tuổi từ 5 đến 11 là 10 microgram và người lớn là 30 microgram. Trung Quốc vừa công bố sách xanh về hoạt động khoa học công nghệ hàng không vũ trụ năm 2021. Sách xanh đã điểm lại các hoạt động không gian toàn cầu năm 2021 và công bố chương trình không gian của Trung Quốc. Cụ thể là tập đoàn khoa học công nghệ hàng đầu hàng không vũ trụ Trung Quốc CASC năm 2022. Năm 2021, toàn thế giới đã thực hiện 146 nhiệm vụ phóng vào không gian, nhiều nhất kể từ năm 1957. Tổng cộng là 1.846 tàu vũ trụ đã được phóng lên, đạt mức kỷ lục mới. Trong đó, thì Trung Quốc hoàn thành 55 lần phóng, đứng đầu thế giới. 117 tàu vũ trụ đã được phóng vào không gian, đứng thứ 2 toàn cầu. Tổng khối lượng các lần phóng đạt 191,19 tấn, tăng 85,5%. Trong năm 2022 được coi là năm bản lề để Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng cường quốc hàng không vũ trụ. Theo sách xanh, thì Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện hơn 50 lần phóng trong năm 2022. Chương trình đưa người vào vũ trụ của nước này cũng sẽ tiến hành 6 nhiệm vụ phóng nhằm hoàn tất việc xây dựng trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 15 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.